Không ra thôi, thằng ba con với mẹ. Một bên miếng đã, mấy cục bên miếng đã. Về thôn nữa. Dưới này chắc là đúng không? Hơi nhiều thôi để xí nặng sao. Cô nên đang ở đây rồi chứ em? Cô dạ em đang ở đây chưa? Dạ chưa. Đi thằng đào? Dạ đi. Dạ. Thằng đào đúng không? Rồi chắc lái đâu rồi chứ đâu rõ đi. Có hai đi lấy miệng không em? Dạ có mấy lần. Mũi đau đúng không? Thank you.
Tôi đang không đào mới lạ đó. Còn mấy cục nữa ra xíu rồi. Ngoài xí nhau nhau lỗ 10, thường thường lỗ 12, mười mấy rồi. Trời, đáng chưa nè.
Lắp luôn à? Sạch luôn rồi hả? Lấy mụn má nó mụn bình thường, nó không mụn khó đâu. Nặng ăn gần tiếng đồng hồ rồi. Tiếng đồng hồ. Tiếng cho gần chứ. Bé. Chị quay ba cái là cả đống rồi. Gần 4 rồi. Mười mấy phút rồi, cả một cái mười mấy phút mà. Không, cái này là 14 mà mấy cái kia toàn 12 không mà. Mà trước đó là em đã làm lâu rồi. Chồng cô thang nghỉ. Chuẩn bị gần xong rồi em. Ráng chị nặng mấy cục già già ở trái một xíu nữa. Bạn nhắn xong hết rồi không?